Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Chuyên Lơ đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn ở video chia sẻ tiếp theo về bộ hồ sơ thiết kế thực tế bằng phần mềm Revit. Thì hôm nay công ty chúng tôi muốn giới thiệu các bạn một mẫu nhà 2 tầng mái Thái được công ty cổ phần kiến trúc Kisato chúng tôi thiết kế cho anh Vũ Văn Vượng, một vị chủ đầu tư ở Tân Mùi, Tân Dị, tỉnh Bắc Giang, Lục Lam, Bắc Giang. Sau đây xin mời các bạn ngắm qua cái bộ hồ sơ này nhé. Thì lý do mà chúng tôi chia sẻ cái video này để giúp cho những ai mà đang sử dụng phần mềm Rocket, một phần mềm truyền thống để thiết kế, thì bạn hãy nhanh chóng chuyển sang phần mềm Revit. Một phần mềm Revit nó vô cùng mạnh mẽ, vô cùng hiệu quả và giúp bạn tăng nâng cao năng suất hiệu quả hơn rất là nhiều so với phần mềm Rocket truyền thống ngày xưa. Và nếu các bạn có đam mê về thiết kế thì thông qua video này bạn cũng có thể sử dụng phần mềm Revit để thực hiện cho mình, tự tay dựng cho mình một cái ngôi nhà ước mơ. Ok, nói hay thì không bằng thực tế. Sau đây xin mời các bạn ngắm qua cái bộ hồ sơ thiết kế mà công ty chúng tôi thiết kế cho anh Vượng này nhá. Thì đầu tiên chúng tôi sẽ thông với anh Vượng đó là các cái công năng mặt bằng. Đây, như các bạn nhìn sẽ thấy đây là các cái công năng mặt bằng. Đấy, ví dụ mặt bằng tầng 2, mặt bằng tầng 3, đấy, mặt bằng tầng mái, đúng không ạ? Sau khi thông công năng mặt bằng xong thì chúng tôi sẽ thông với anh ấy với công năng cái 3D mặt tiền. Nhưng mà cái hay của chúng tôi là gì? Chúng tôi không chỉ có mỗi mặt bằng dưới dạng 2D như thế này mà chúng tôi sẽ còn có cả mặt bằng dưới dạng 3D cho chủ nhà nhìn luôn. Đây, đó, một cái mặt bằng dưới dạng 3D này. Vì vậy, đầu tiên ưu thế của phần mềm Revit là thông phương án rất nhanh. Cứ 2D lại có 3D, chủ nhà nhìn thấy được trực quan luôn, chứ không như ngày xưa là chúng ta chỉ có 2D bằng AutoCAD thì chủ nhà không thể hình dung ra được, đúng không ạ? Nhìn vào cái bản vẽ 3D này, chủ nhà thích thay đổi như thế nào, dịch lên dịch xuống phòng này chưa hợp lý thì họ có thể tưởng tượng hết ra không gian. Chứ còn ngày xưa mà ai mà dùng AutoCAD để phong phương án mà bây giờ cạnh tranh với Revit thì không thể cạnh tranh được. Các bạn sẽ bị thiệt hơn rất là nhiều. Chủ nhà rất là thích cái phương án thông bằng cứ 2D có cả 3D như thế này. Còn nếu các bạn dùng AutoCAD sau đó lại chuyển sang 3D Max để dựng 3D hoặc là chuyển từ AutoCAD sang SketchUp để dựng 3D thì nó rất mất thời gian, rất nhiều công đoạn, đúng không ạ? Ở đây là trực tiếp ở trong phần mềm luôn. Đó, chúng ta chỉ cần dựng 3D là chúng ta sẽ có luôn cả 2D. Đấy, sau đó chúng tôi thông xong mặt bằng xong thì chúng tôi sẽ thông với chủ nhà cái phương án mặt tiền 3D như thế này. Đó, thì cái việc sử dụng Revit để thiết kế thì giúp cái thông phương án nhanh hơn, các cái thay đổi của chủ nhà cũng sẽ được cập nhật nhanh hơn và tự động nó đồng bộ với các bản vẽ khác. Từ đó giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian rất là nhiều, chứ không như ngày xưa AutoCAD cứ 2D đơn lẻ sau đó lại phải đi vẽ 3D bên các cái phần mềm khác, rất mất thời gian, rất mệt mỏi. Ok ạ. Rồi, thì đấy là cái lợi thế thứ nhất. Và cái lợi thứ hai là khi các bạn đã được chủ nhà xác nhận cái phương án công năng mặt bằng 3D xong thì coi như cái phần thiết kế của bạn đã hoàn thành 80-90% rồi. Tại sao ạ? Tại vì từ cái hình 3D này nó tự động xuất cho bạn các bản vẽ 2D, bạn chỉ cần đi tích và ghi chú thôi, kể cả các bản vẽ chi tiết nữa. Ok. Rồi, cái lợi thế tiếp theo của nó là gì? Khi mà chúng tôi đã trình bày tất cả bản vẽ rồi thì tự động cái danh mục bản vẽ nó sẽ được tạo ra. Đấy, ví dụ như chúng tôi mà có thay đổi tên của bản vẽ hoặc là ký hiệu của số hiệu của bản vẽ ra thì tự động nó sẽ cập nhật luôn ở danh mục này, chứ không như thằng két là chúng ta phải đánh từng tách rất là thủ công, đúng không ạ? Sau đó cập nhật thay đổi tên ở khung tên này thì chúng ta lại phải quay lại danh mục chúng ta thay đổi, rất mất thời gian và không chính xác. Bây giờ nó sẽ là tự động đó. Ok, đây là chú hiệu ký thích, tiếp đến là mặt bằng định vị công trình. Chúng tôi xong cái mô hình 3D phát là tự động nó xuất ra cái mặt bằng định vị công trình này luôn. Rồi, chúng tôi sẽ xuất cho chủ đầu tư các cái 3D view tổng thể ở các cái góc độ khác nhau. Đây là 3D view 1 này, 3D view 2 này, 3D view 3 này, 3D view 4 này. Đấy, các góc độ khác nhau, tổng thể 3D view 5 này, đó, 3D view 6 này, 3D view 7 này, 3D view 8 này, 3D view 9 này. Đấy, xuất cho chủ nhà các cái 3D view thì họ thể nhìn hết các góc luôn. Đấy, sau khi có 3D xong thì tự động nó sẽ xuất ra cái mặt bằng kiến trúc các tầng, hay là mặt bằng kiến trúc tầng 1 chẳng hạn. Thì mặt bằng kiến trúc tầng 1 thì chúng tôi chỉ cần đi tách thôi, còn đâu tự động nó sẽ tạo ra hết rồi. Và chúng tôi rất là hay, nó là nó thống kê luôn diện tích của từng phòng này luôn. Như công trình này thì có cái chiều ngang là 7m và chiều sâu là hơn 17m. Đó, các bạn có thể nhìn thấy trên hình. Đó, rất nhàn, chúng ta chỉ đi tách và cao độ nó tự động đánh luôn. Rồi, mặt bằng kiến trúc tầng 2 tự động xuất ra luôn. Mặt bằng áp mái, mặt bằng mái, mặt bằng bố trí thép vì kèo mái, mặt bằng bố trí nội thất. Đấy, chúng tôi sẽ đặt nội thất vào đây. Và trong phần mềm Revit thì nó rất là đa dạng các cái thư viện khác nhau. Các bạn cũng có thể sử dụng các cái thư viện của 3D Max hoặc là SketchUp hoặc là các cái phần mềm 3D khác để xuất vào Revit. Đấy, nếu mà trong Revit nó không có. Đó, thấy chưa? Đầy đủ các thư viện thực tế luôn để các bạn có thể áp luôn.
chứ chúng ta không mất công như ngày xưa đã kép là chèn dưới dạng 2D vào đây nữa, rất rất là thiếu trực quan. Đấy, ở đây khi chèn các thư viện vào nó sẽ có luôn bản vẽ để cho chủ nhà nhìn thấy, hình dung là à đặt vào đây cái tủ cái bàn thì không gian nó còn bao nhiêu diện tích sử dụng, đi lại có vướng không, có chật không, đã hợp lý chưa, đúng không? Đấy, và trong Revit rất nhiều đa dạng các thư viện, từ cửa sổ, cửa đi rồi đến bồn hoa hoặc là bàn ghế, rất là nhiều đồ nội thất hoặc ngoại thất sẽ rất đa dạng trong phần mềm Revit, tha hồ chúng ta sử dụng. Rồi, đấy, cứ một bản vẽ 2D thì chúng tôi có một bản vẽ 3D như này cho chủ nhà nhìn và hình dung luôn. Đấy, đến đây chủ nhà mà không làm về xây dựng họ hoàn toàn có thể hiểu được về cái công trình này, từ đó kiểm soát công trình tốt hơn. Hoặc là bác thợ, bác chỉ có kinh nghiệm thôi, nhìn vào đây bác cũng có thể kiểm soát được công trình của mình. Làm sao nhìn vào cái bộ hồ sơ họ có thể đưa từ bản vẽ lên thực tế nó giống như 99 đến 100%. Đấy là một cái thành công rất là lớn rồi. Ok ạ. Và cái bộ hồ sơ của chúng tôi làm ra ở đây nó chỉ có công trình 3 tầng thôi mà nó dày khoảng gần 200 tờ bản vẽ. Đấy, như các bạn mà thiết kế bằng phần mềm AutoCAD thì chỉ có khoảng vài chục tờ thôi. Đấy, khi mà một chủ đầu tư cầm trên tay một bộ hồ sơ như thế này thì họ hình dung, họ trực quan, họ nhìn thấy rất là trực quan và nhìn thấy đánh giá công ty tôi rất là chuyên nghiệp. Đó, còn nếu các bạn sử dụng AutoCAD thì thời đại bây giờ nó là đi vào dĩ vãng, nó là xưa, quá xưa rồi, công nghệ cũ rồi, các bạn phải sử dụng những công nghệ mới 3D hiện nay. Bây giờ trong thiết kế nó đang có những cái công nghệ rất là mới, ví dụ như công nghệ ảnh 360 độ này. Đấy. Hoặc là video chiến họa thì nó lâu rồi, đúng không? Ảnh 360 độ hoặc là kết hợp với kính thực tế ảo này để có thể tham quan công trình trực tiếp luôn. Đấy, công nghệ đang thay đổi từng ngày từng giờ. Nếu các bạn không bắt kịp những cái công nghệ mới này thì làm sao mà có thể nâng cao hiệu suất công việc của mình? Tôi thấy một cái thực trạng là rất là nhiều anh em xây dựng hiện nay họ kêu, họ đòi hỏi về cái mức lương của mình, nhưng mà trong khi đó họ không chịu khó học tập, họ không chịu khó nâng cao tay nghề lên. Đấy, vì vậy bạn hãy, trước khi bạn kêu và đòi hỏi với người sếp của mình nâng cao mức lương cho mình, hoặc là kêu ca về cái vị trí mình đang làm việc với cái mức lương hiện tại, thì bạn phải hỏi xem là mình đang có giá trị gì cho công ty. Vì vậy chỉ có học tập và sử dụng những công nghệ mới giúp bạn nâng cao giá trị của bản thân lên, từ đó nâng cao cái vị trí, cái sự thăng tiến trong công ty cũng như cái mức thu nhập của mình lên mà thôi. Và hầu như 90 đến 99% những anh em học viên của tôi học xong về Merovit, họ đã có một cái mức thu nhập hoàn toàn mới hoặc là có một cái vị trí công việc mới khác hoàn toàn so với ngày xưa. Nếu các bạn có điều kiện thì có thể vào website của tôi để lươngchuyênlời.com ấy, có thể xem những cái cảm nhận của những cái học viên của tôi, họ đã thay đổi như thế nào. Đó. Thôi, nói hay thì cũng không bằng là dẫn chứng thực tế. Thì nếu bạn xem cái này vẫn còn chưa lung mung, chưa hiểu gì về Revit thì các bạn có thể kích vào cái đường link bên trên, đó là revitbox.net, kích vào đường link bên trên thì tôi đã soạn cho bạn một giáo trình để học hoàn toàn miễn phí về phần mềm này. Thì trong đấy tôi hướng dẫn các bạn thực hành một công trình cụ thể luôn, cũng là 3 tầng mái thái đấy, để các bạn có thể hình dung ra Revit nó mạnh như thế nào, và tôi hướng dẫn step by step từng bước một để các bạn có thể làm được. Ngay cả khi bạn chưa biết gì về thiết kế, hoặc là ngay cả khi bạn chưa biết gì về AutoCAD hoặc là về Revit. Cái này không liên quan gì CAD nhá. Không biết CAD vẫn học được. Ok. Rồi. Tiếp tục tôi sẽ trình bày một số sản phẩm nữa cho bạn xem. Tầng 2. Lại các góc độ cho chủ nhà nhìn. Tầng áp mái, bằng mái, bằng vì kèo mái. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Làm như thế nào thì thể hiện như vậy, đúng trực quan, đúng thực tế luôn. Đó, chứ không vẽ hiu vẽ vượn, đúng không? Mặt đứng, tự động xuất mặt đứng nhá. 3D mặt đứng cho chủ nhà nhìn. Mặt đứng kiến trúc 51, 3D mặt đứng cho chủ nhà nhìn. Đấy. Cái này chúng tôi tự động xuất nó nhanh lắm. CC. Chứ bây giờ mà đi ngồi vẽ từng nét bằng như AutoCAD thì là toi rồi các bạn ạ. Thì ra một cái bộ hồ sơ gần 200 tờ này thì không thể là 10 đến 15 ngày được. Bộ hồ sơ là chúng tôi làm trong vòng đúng hơn 10 ngày xong, lâu nhất là cái khâu mà thông với chủ nhà thôi. Rồi, mặt đứng, mặt cắt tự động xuất, chúng tôi chỉ kích chuột, kích hai cái, kích click chuột ở trên mặt bằng thôi. Đây, trên bằng. Đấy, chúng tôi kích hai kích chuột, ví dụ mà cắt 11 kích vào đây cả. Tức là chúng ta cắt ở đâu thì chúng ta kích vào đấy thì tự động nó sẽ tạo ra mặt cắt. Rồi rồi. Đây, mặt cắt đây. Đó. Và có 3D mặt cắt để cho chủ nhà nhìn luôn, rất trực quan, rất thực tế luôn. Mặt cắt A thì có 3D luôn. Mặt cắt BB thì có 3D luôn. Đấy. Như này thì chủ nhà còn gì mà không hiểu về căn nhà của mình nữa, đúng không ạ? Đấy, như này thì một ông mà không học gì về xây dựng, hoặc chủ nhà không làm gì xây dựng, hoàn toàn có thể gì nhìn vào đây là biết đọc bản vẽ xây dựng rồi. Còn như ngày xưa dùng bằng công nghệ AutoCAD, hoặc là đa số những các công ty hiện nay, tôi dự tính rằng khoảng 60-80% các công ty vẫn còn đang dùng cái công nghệ đời cũ là AutoCAD.
thì tôi đảm bảo các bạn chủ nhà nhìn vào đấy, ông nào không học xây dựng thì họ không hiểu một cái gì luôn đấy, và họ hoàn toàn bị phụ thuộc chất lượng vào cái người thợ đấy, họ phụ thuộc vào cái việc là người thợ có hiểu sâu về bản vẽ không. Và đa số hiện nay thợ đi lên từ kinh nghiệm nên họ chỉ hiểu những cái thực cứ cơ bản thôi, chứ còn hiểu sâu về bản vẽ thì chắc chắn họ không thể hiểu được, đúng không ạ, những người thiết kế được. Nhưng mà giờ đây nhờ cái công nghệ này vừa có 2D có 3D thì chủ nhà có thể kiểm soát được cái chất lượng công trình của mình thông qua cái việc là hiểu sâu hơn bản vẽ đó, và cái người thợ cũng có thể là hiểu sâu hơn bản vẽ để thi công đúng như hồ sơ thiết kế. Ok, mặt bằng lát sàn tự động nó tạo ra, cầu thang nó tự động tích nó tạo ra, không hiểu thì chúng tôi có 3D cầu thang luôn cho chủ nhà nhìn đó. Các bạn thấy trực quan chưa? Đấy, vệ sinh các thứ, cứ 2D là có 3D luôn. Cứ 2D là có 3D luôn. Cứ vài chi tiết sảnh tự động trích ra, chỉ thêm 3D vào đây. Đó. Tam cấp phụ. Rồi, chi tiết trang trí ở chỗ phòng khách. Chi tiết trang trí tiếp. Mái trang trí. Mặt cột. Đấy, trang trí. Chi tiết cứ 2D có 3D, cứ 2D có 3D, chủ nhà rất là thích, cửa cũng thấy đó. Tiếp tục viết rất hay, nó xuất tự động khối lượng cho bạn xem luôn. Đấy, tường bao nhiêu, tầng 1, tầng 2 như nào, rất là chi tiết. Và chúng tôi không phải làm gì như ngày xưa AutoCAD phải cộng trừ nhân chia xong lại đưa vào bảng Excel hoặc đưa vào phần mềm dự toán, ở đây là nó xuất ra khối lượng hết, chúng ta chỉ cần nhân đơn giá thôi. Bê tông dầm, bê tông cột, bê tông sàn, đúng không ạ, thống kê cửa đi, cửa sổ. Đấy, nên mà về kết cấu đây đặc biệt chúng tôi xuất ra luôn là cát vàng bao nhiêu, gạch bao nhiêu, cát đen bao nhiêu, xi măng bao nhiêu, nước bao nhiêu, đấy để cho chủ nhà thấy luôn để họ còn đi gọi vật tư. Còn đấy kết cấu đây đó, kết cấu công trình này đó. Thì cái lợi thế của công ty chúng tôi là chúng tôi kết hợp cả kiến trúc, kết cấu, điện, nước để trình bày một bộ hồ sơ bằng phần mềm Revit. Thì nếu các bạn mà thấy Revit nó rất mạnh, rất hiệu quả thì có thể đăng ký vào đường link bên trên revitbox.net. Tôi đã thiết kế cho bạn một khóa học miễn phí rồi, tôi tặng free cho bạn để các bạn thể nắm được cái công nghệ này. Đó, thì hy vọng thông qua phần mềm này các bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi sang Revit để sử dụng vào phần mềm thiết kế của mình. Và tôi hiện trạng hiện nay tôi thấy rất là nhiều người kêu ca, nó là ơi Revit như này, Revit thế kia. Đấy, công ty chúng tôi làm được thì bạn cũng làm được và các công ty khác đều làm được hết. Và công ty chúng tôi được khách hàng chấp nhận thì không có lý gì mà công ty các bạn áp dụng phần mềm này vào mà không được khách hàng chấp nhận cả. Đó, bây giờ nó là thời đại công nghệ, thế giới nó đã sử dụng phần mềm này rất lâu rồi. Đấy, nếu mà các bạn bây giờ vẫn còn lý do này gì nó kia để bám vào những cái quan điểm cổ hủ thì các bạn không thể bao giờ thay đổi được, và đừng có hỏi tại sao mức lương của mình vẫn như vậy và cái vị trí của mình vẫn như vậy. Ok, hãy hỏi lại chính mình thôi, phải liên tục học tập, liên tục update những công nghệ mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo.